Xin chào bà con, xin chào các bạn. Hôm nay thì Lâm mời bà con và các bạn chúng ta cùng đến với một cái nguyên liệu mà trị cái bệnh đau dạ dày rất là hay. Bởi vì cái cây này nó trị được cái bệnh gọi là nhiễm virus HP dạ dày rất là triệt để. Bà con chỉ cần dùng 10 ngày thôi thì cái bệnh đau dạ dày do virus HP dạ dày gây ra nó sẽ khỏi. Vậy thì cái bệnh HP dạ dày, cái bệnh này nếu như bà con điều trị bằng Tây y á, thì Lâm nghĩ bà con mất phải tiền triệu, vài chục triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà đến với cái nguyên liệu hôm nay á, thì bà con mất không nhiều đâu. Chỉ nếu như vùng nào có thì bà con chỉ mất công đi tìm thôi. Vậy thì cái nguyên liệu của chúng ta đó là cái anh này. Này, Lâm vừa thu hoạch được. Lâm muốn giới thiệu đến bà con. Cái này thì còn non, rất là non. Cây này mới lớn. Bà con có thể nhìn hình ảnh rất là rõ ràng đúng không? Thân của nó đó thì nó không có tròn đâu nha bà con. Thân của nó tròn, nó có cành cạnh cạnh. Cái này thì nó chưa có hoa đâu bà con. Cái này hoa của nó màu vàng. Cái này nó có tên gọi là cây rau mương. Nhưng mà ở đây thì rau mương hoa vàng. Đó. À, khi bà con dùng cái cây này trị cái bệnh đau dạ dày do virus HP dạ dày gây ra đó, thì liệu trình chỉ 10 ngày thôi bà con. 10 ngày là bà con sẽ trị khỏi rồi. Rồi bây giờ là mời bà con và các bạn chúng ta đến với cái bài thuốc ha. Cái rau mương này là loại hoa vàng nha bà con. Đó, nó là hoa vàng. Khi bà con thu hoạch được cái rau mương này ở ngoài, ngoài ruộng, ngoài các cái mương nước đó, nó thường sống ở đó rất là nhiều. Ví dụ như ven ven bờ suối, chỗ nào mà có nhiều nước á, thì nó sẽ sinh sống rất là nhiều. Vậy thì khi bà con thu hoạch đó, bà con bỏ đi cái phần ở dưới đi ha. Cái phần rễ nè, cái phần này nó dơ lắm. Chúng ta sơ chế rất là khó khăn. Chúng ta chỉ dùng cái phần cây thôi ha. Những cái phần cây trên này đó. Thì ở đây bà con thu hoạch về thì bà con cũng tiến hành bà con ngâm vào nước muối loãng ha. Nếu như kỹ kỹ thì chúng ta có thể ngâm 15 phút trở lên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước lọc một lần nữa cho nó sạch. Chúng ta để ráo nước đi. Bà con sắc đoạn đoạn ngắn ngắn như thế này nè, bà con đem phơi khô. Chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta dùng nhiều lần sau này cho nó dễ. Còn nếu như dùng tươi như thế này thì cũng được. Nhưng mà cái nguyên liệu tươi này thì ở những vùng có sẵn thì chúng ta mới dùng được. Còn những bà con mình ở những cái vùng mà không có thì bắt buộc chúng ta phải dùng nguyên liệu khô rồi, đúng không bà con? Vậy thì nguyên liệu khô thì chúng ta sẽ dùng 30g. Còn nguyên liệu tươi bà con dùng cho Lâm là 50g ha, 50g. Bà con tiến hành nấu dưới 1 lít rưỡi nước cho Lâm ha. Nấu dưới 1 lít rưỡi nước xong thì bà con nấu cạn còn 1 lít nước bà con lấy ra bà con dùng. 1 lít nước này á thì bà con phải dùng trong 1 ngày cho nó xong, cho nó hết được 1 lít nước này. Bà con dùng liệu trình như thế này thì 10 ngày cái bệnh đau dạ dày của bà con do virus HP gây ra nó sẽ khỏi hoàn toàn. Ở đây bà con không cần tốn tiền triệu đâu. Bà con chỉ cần dùng cái rau mương này thôi. Thì cái việc mà đau dạ dày, viêm loét dạ dày do virus HP gây ra nó sẽ khỏi xong liệu trình 10 ngày. Đó là một lời cam kết từ Phan Lâm Vlog. Cái này nó còn có tác dụng, nó trị bệnh tiểu đường ha. Video này thì Lâm cũng đã chia sẻ lâu lắm rồi. Bà con rảnh thì ghé qua xem ha. Vậy thì virus HP dạ dày nó có nguy hiểm hay không? Cái cơ chế phát triển của nó là như thế nào? Vậy thì ở đây Lâm cũng chia sẻ cho bà con một tí xíu ha. Những người bị bệnh virus HP dạ dày thì thường xuyên là ăn không tiêu, chướng bụng. Nếu mà viêm loét dạ dày á, thì nó sẽ gây ra đau dạ dày. Nếu như bà con có các biểu hiện, ví dụ như sáng sớm bà con đánh răng mà nó thường gây nôn ói, đúng không? Chúng ta chán ăn. Thì đó là những cái biểu hiện của virus HP dạ dày. Bà con có thể đi đến bác sĩ, đi đến các trung tâm y tế, bà con xét nghiệm cho kỹ. Nếu như đúng là virus HP dạ dày ha, bà con bị nhiễm virus HP dạ dày thì về bà con chỉ việc dùng các cái rau mương này thôi. 10 ngày sẽ khỏi bệnh. Nếu như người nào đang sử dụng các cái liệu trình từ thuốc Tây y để điều trị virus HP dạ dày thì có thể dùng chung luôn cũng được, không vấn đề gì. Còn nếu như bà con dùng riêng một mình cái bài thuốc từ cái rau mương này sau 10 ngày, sau đúng một liệu trình thì nó sẽ khỏi. Nếu như sau 10 ngày bà con cảm thấy là bệnh của bà con khỏi rồi đúng không?
Có nghĩa là biểu hiện của nó là nó sẽ không còn đau dạ dày nữa, hoặc là những cái biểu hiện ví dụ như đầy hơi, chướng bụng, đó, chán ăn hay nôn ói vào buổi sáng, những cái biểu hiện này không còn nữa. Thì có một điều chính xác nhất bà con nên đi thăm khám lại, đi xét nghiệm lại, coi là cái virus HB dạ dày nó còn hay là không. Đó, đó là một điều mà chúng ta muốn chắc chắn. Cái bài thuốc mà từ cây rau mương này trị virus HB dạ dày thì gần như nó là rất là nổi tiếng rồi bà con. Lâm chỉ sợ là một số bà con mình không tiếp cận được với bài thuốc này, cho nên hôm nay Lâm đã tiến hành chia sẻ lại cho bà con. Bởi vì cái bệnh virus HB dạ dày, nếu như một thành viên trong gia đình bị thì có khả năng cả gia đình bị luôn. Vì chúng ta sử dụng chung chén đũa nè, đó, những cái vật dụng thường ngày mà chúng ta sử dụng chung á, thì nó sẽ lây lan cái virus HB dạ dày này cho những thành viên khác, những thành viên còn lại trong gia đình. Đó là một điều rất là nguy hiểm, đúng không bà con? Một điều nữa, đó là virus HB dạ dày, cơ chế của nó thì khi nó vào cơ thể chúng ta, nó sẽ gây ra viêm loét dạ dày, nó gây ra những cơn đau. Nhưng điều này có khi bà con có khả năng bà con còn vượt qua được. Nhưng khi mà nó phát triển đến một cái giai đoạn gọi là đỉnh điểm rồi thì nó là ung thư dạ dày. Tại vì loét dạ dày, bà con điều trị cho hết vết loét, rồi sau này nó sẽ loét trở lại. Tại vì cái con virus này nó nằm ở trong máu của chúng ta. Chúng ta phải điều trị đúng cách, chứ chúng ta điều trị cái vết thương á, cái đó chẳng qua là chúng ta đi dẹp ha, đi dẹp những cái hậu quả của cái bệnh thôi. Thực chất á, muốn trị được cái bệnh viêm loét dạ dày do virus HB dạ dày gây ra thì bà con phải trị được cái con virus này ha, chúng ta phải trị được con virus này thì cái bệnh viêm loét dạ dày của bà con nó mới không còn nữa. Vậy thì sau nhiều lần nó loét rồi nó lành, rồi nó loét rồi nó lành, thì ngay cái chỗ đó nó sẽ trở nên sơ cứng. Đó, sơ cứng. Mà sơ cứng ấy, thì sớm hay muộn thì nó cũng chuyển qua cái giai đoạn ung thư thôi. Ung thư dạ dày nếu như mà chúng ta phát hiện kịp thời thì chúng ta sẽ cắt bỏ ngay chỗ đó, cắt bỏ ngay chỗ cái đoạn mà nó bị sơ cứng, nó phát triển thành ung thư. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn đó. Còn nếu như mà nó lớn quá rồi thì đôi khi chúng ta sẽ không vượt qua khỏi, hoặc là chúng ta sẽ dùng các cái biện pháp như hóa trị, xạ trị. Vậy thì các biện pháp như hóa trị, xạ trị thì nó sẽ gây cho chúng ta mất sức khỏe rất là nhiều, có khả năng là rụng hết tóc luôn. Nhưng cái việc kèm theo đó là bà con sẽ tốn chi phí rất là nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta bị các cái triệu chứng do virus HB dạ dày gây ra? Nếu chúng ta biết chính xác thì chúng ta dùng cái rau mương này trị thì khỏi bệnh rồi. Bà con hãy cố gắng kiêng cự những cái thức ăn ví dụ như cay, nóng hoặc quá cứng, đúng không? Khi chúng ta bị viêm loét dạ dày, một số cái món ăn mà chúng ta không nên ăn, ví dụ như là ớt nè, tiêu nè, rồi măng nè, đúng không? Những cái chất đó, những cái món ăn đó nó sẽ gây cho dạ dày chúng ta rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta kiêng cự trong vòng 10, hơn 10 ngày, rồi sau đó cho cái dạ dày chúng ta nó khỏe lại thì chúng ta ăn bình thường, đúng không bà con? Điều này là một cái điều mà Lâm rất là trăn trở. Bà con mình sử dụng bài thuốc mà lại sử dụng thêm các cái chất kích thích, ví dụ như cay nóng, rượu bia nè, rồi vô nói là bài thuốc không hiệu quả, thì ở đây thật sự không phải là lỗi của Lâm hay là lỗi của bài thuốc, mà là lỗi phần lớn là do bà con mình. Khi sử dụng cái bài thuốc trị bệnh thì chúng ta phải biết kiêng cự ha. Dù các có cái món ăn nào đó mà chúng ta cảm thấy không lợi cho cái dạ dày chúng ta thì chúng ta kiêng cự đi. Ở đây trong một cái video ngắn gọn thì Lâm chỉ mang đến cho bà con một cái bài thuốc, đó là trị dạ dày ha, trị viêm loét dạ dày, đau dạ dày do virus HB dạ dày gây ra. Nếu như bà con bị đau dạ dày mà do các cái nguyên nhân khác thì nếu như dùng cây rau mương này nó sẽ không khỏi đâu bà con, nó không khỏi đâu. Cây rau mương này nó chỉ trị cái bệnh đau dạ dày do virus HB dạ dày gây ra thôi. Vậy thì nếu như bà con xác định chính xác là chúng ta bị nhiễm virus HB dạ dày thì chúng ta mới dùng cái bài thuốc từ cây rau mương này ha. Liều lượng thì khô chúng ta dùng 30g, còn nếu như tươi thì bà con dùng cho Lâm là 50g. Đó, cái vấn đề nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta cũng nấu với chung 1,5 lít nước ha, kể cả tươi và khô thì chúng ta cũng đều nấu với 1,5 lít nước. Nó cạn lại còn 1 lít nước thì chúng ta chia ra chúng ta dùng hàng ngày. Bà con cố gắng dùng bài thuốc này có 10 ngày thôi rồi nó khỏi bệnh, rồi sau đó chúng ta sẽ khỏe mạnh. Trong các quá trình điều trị thì bà con kiêng cự các cái chất rượu bia ha,
vì những cái chất này nó rất là gây hại cho dạ dày chúng ta. Ở đây có một điều làm chú ý là khi bà con dùng thuốc Tây y ha, dùng thuốc Tây y thì nhất định trước khi uống thuốc vào, bà con phải ăn lót cái dạ dày chúng ta đi. Chúng ta có thể ăn một ít cơm hoặc là một ít cháo hoặc là một ít thức ăn gì đó để cho nó lót cái dạ dày chúng ta đi. Bà con đừng có dùng thuốc Tây trong lúc bụng bà con đói. Thì như thế cái dạ dày của bà con nó bị tổn thương rất là nhiều. Đồng ý, một hai lần đầu bà con không cảm thấy được, nhưng về lâu về dài thì thực sự điều đó là một điều mà nó sẽ gây ra những cái tổn thương nhất định cho cái dạ dày của bà con ha. Dạ dày chúng ta là một cái nơi mà nó tập hợp thức ăn, đúng không? Có nghĩa là nó tập hợp chất dinh dưỡng và phân phối chất dinh dưỡng ở cái dạng thô đi nuôi cơ thể, đúng không? Vậy thì các bộ phận khác nó sẽ nhận dinh dưỡng ở cái dạng thô từ dạ dày ha. Hay nói chính xác hơn thì dạ dày nó sẽ nhầu nát thức ăn của chúng ta đó, rồi nó mới chuyển qua ruột đó. Ruột á, thì từ đó dinh dưỡng nó mới thấm qua cái màng ruột. Như vậy nếu như cái dạ dày của chúng ta bị tổn thương thì nhất định một điều sức khỏe của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Bởi vì cơ thể chúng ta đó hàng ngày nó đều cần một cái lượng hàng ngày nó đều cần một cái lượng dinh dưỡng nhất định để nuôi dưỡng ha, để nuôi dưỡng cơ thể. Trong các hoạt động sống của chúng ta đó đều cần cái năng lượng, mà cái năng lượng thì lấy từ thức ăn của chúng ta, đúng không? Người nào mà không ăn một ngày thì cảm thấy người rất là mệt mỏi. Cho nên á, bà con hãy chú ý đến cái dạ dày chúng ta tí xíu. Những điều mà Lâm chia sẻ ở đây á, thì thật sự là Lâm mong muốn rằng bà con mình có những cái nhìn nhận nó đúng hơn về cái sức khỏe của mình. Điều đó thì Lâm nghĩ rất là tốt cho chúng ta, đúng không bà con? Vậy thì phần cuối video á, thì Lâm rất cảm ơn bà con đã đóng góp ý kiến nè, cũng như luôn luôn ủng hộ kênh của Lâm. Trong suốt một thời gian qua thì Lâm đã nhận được rất là nhiều cái lời góp ý cũng như là đóng góp những cái bài thuốc từ khán giả của Lâm. Ở đây thì Lâm xin cảm ơn nha, Lâm xin cảm ơn bà con, Lâm xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu như bà con phát hiện ra bài thuốc nào hay là có những điều gì đó cần đóng góp ý kiến cho kênh ngày một phát triển thì bà con có thể để lại dưới phần bình luận của video. Lâm sẽ tiếp thu và từ từ, ví dụ như những cái khuyết điểm ấy, thì Lâm sẽ cố gắng khắc phục. Còn những cái bài thuốc của bà con ấy, thì Lâm sẽ chia sẻ rộng rãi ra cho những bà con khác, những người cần đến bài thuốc đó. Rồi, bây giờ thì Lâm xin chào bà con, Lâm chào các bạn. Lâm hẹn gặp bà con và các bạn ở những cái video tiếp theo nha.